Video này chỉ mang tính chất giải trí và không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Nếu các bạn thích chơi Roblox thì hãy ghé vào ngay shop phongcantv.net để có thể mua được acc Roblox giá siêu rẻ và siêu VIP. Không những vậy, các bạn có thể mua được Robux với giá siêu rẻ kèm những mini game vô cùng hấp dẫn. Ghé ngay shop Roblox giá rẻ uy tín phongcantv.net. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đua xe nhưng phiên bản cặp đôi. Tính ra là ca mui ới mà ta, ca mui ới giờ kiếm ai đua ca mui ta. À không sao cả, chúng ta đã có vua tốc độ. Và đây là một người bạn của mình. Người bạn này sẽ đua cùng với ca mui. Ca mui sẽ không cô đơn. Ok mui chưa? Cảm động rồi đúng không? Ok rồi. Người yêu của tôi nha. Người yêu của mui là vua tốc độ nha. Nghe rất là racing nha. Vua rất là racing nha. Bắt đầu thôi. Vô đây, let's go. Let's go. Lên! Lần này là chúng ta đua đội nha. Rồi chúng ta đua đội nha quý vị. Chúng ta phải mới đi được Hawaii cái hiểu không? Tammy ơi, yên tâm có phòng ở đây. Ây da! Rồi, ai bị đây? Yeah! Mọi người thấy không? Cặp đôi vua tốc độ chúng tôi ở top 1 nè. Top 1 nào? Top 1 nào? Top 1 nào? Top 1 nào? Top 1 nào chị? Top 1 nào chị ơi? Top 1 nào chị ơi? Ăn cái vỏ chuối nè. Đau quá nha. Trời ơi, vua tốc độ hả? Vua tốc độ. Vua tốc độ hả? Vua tốc độ. Vua tốc độ nè. Vua nào? Vua nào? Vua nào? Vua nào? Tạm biệt. Bye bye. Bay luôn. Ấy da, con người ngoài hành tinh. Sam đi đạt top 1. Có Sam ơi, nhất định Phong với Sam mình chứ hả? Sam cứ chạy đi, yên tâm. Phía sau lưng có Phong yểm trợ. Sam chạy sao được Sam? Sam chạy sao được Sam? Chạy là chạy thế nào? Sam ơi, sao bảo Phong yểm trợ? Có phòng này, có phòng này, phòng này top 1, Sam yên tâm. Phòng có khiên, lạng nè. Mượt quá mượt. Ây da, phòng có khiên, ây da, khiên không dùng được. Sam ơi, đứng lại Sam ơi. Đứng lại Sam ơi. Sim yên tâm, Sim yên tâm, cài top 1 rồi. Top 1 nào, top 1 nào, top 1 nào. Top 1 nào, top 1 nào, top 1 nào. Top 1 gì, top 1 gì, ây da, ủa ai kéo tôi vậy. Ây da, ai bắn tôi vậy, ai bắn tôi vậy, ây da. Ôi Phòng ơi, xuống đi bé. Xuống đâu, xuống đâu, xuống đâu. Nị chô. Sam yên tâm, Sam yên tâm, có phòng sau lưng Sam đây, phòng này top 1. Ok. Tôi hộ cái, bắn tôi hộ cái quý vị. Ăn bong bóng nè. Ê, trời ơi, vòng cuối rồi. Cà mui tì gì. Sam ơi, cố lên, Sam ơi, cố lên. Cố lên, Sam ơi. Cố lên, cố lên, Sam, Sam đang top 1, Sam đang top 1 đó, Sam đang top 1 đó, cố lên. Không sao cả, chúng ta đua theo một trận nữa nha. Let's go. Rồi, màn 2 nào. Cố anh Sam ơi. Cài dây sim. Cài dây sim mi đã được top 1 rồi thì chắc chắn chúng ta cũng phải giành một cái top 1. Sao ai áp vậy? Sao ai chưa gì đã mở đâu bằng cái set vậy? Ây da. Ai vậy? Ai ép cho tôi vậy? Trời ơi, sao hiệu ứng quá trời luôn á. Hiệu ứng quá trời luôn á. Yeah, mở cửa đúng lúc quá, mở cửa đúng lúc quá. Anh Lưu Cận ơi, dính. À. Cái rồi. Con gì? Con gì? Con gì? Bạn hồi nãy top 6 mà, bạn hồi nãy top 6 cho nên là bạn đừng có tưởng là bạn có thể thắng được mình. Ủa mình đang top 1 nè. Mình có tay cầm mới. À tay cầm rồi. Ai bắn rồi? Ai bắn rồi? Bắn hộ một cái, bắn hộ một cái. Bắn nè, bắn nè. À, vẫn có khiên à. Càng thần là bảo vệ cho cả hai. Ai bắn tôi hoài vậy Sam? Sam ơi, Sam ơi, canh canh bắn khiên cho Phong nha. À! Sam ơi chạy đi Sam, chạy đi Sam. Sam ơi, tôi có khiên thiên thần. Trời ơi thả bom nhiều quá. Ai da? Tôi có khiên, tôi có khiên, tôi có khiên, tôi có khiên. Đông đông nhiều thì khiên gấp đôi. Tôi có khiên. Vua tốc độ à, đứng lại đó đi, đừng đi đâu hết vua tốc độ ơi. No! Sao nào? Tôi có khiên, tôi có khiên.
trên đất rồi. Tôi có khiên, tôi có khiên. Tam ơi, yên tâm đi. Phong tới rồi nè. Trời ơi. Tam ơi, Sam ơi, Sam ơi, ve vô màn hình, ve ve vô camera cái nè. Ve. Trời ơi, top 1, top 2 nha, chứ không phải là top 1, top 6 nha. Buồn á. Trận tiếp theo nào, let's go. Ok, trận tiếp theo. Trời ơi, trò này chơi hên xui quá bạn ơi. Trời ơi, rừng là mẹ của tôi. Sao anh em lên cao thế? Từ từ đi em. Anh em đi chô giỏi mà cai, anh em đi chô mà. Từ từ anh em, ấy á, từ từ đi anh em. Sim mới nói vậy. Sắm chớp nè, sắm chớp mưa rơi nè, ca mui ơi. Bong bóng nữa nè. Trời ơi, cái đường này nó tung tùm lum lá các bạn. Mua tốc độ người yêu mui với mui đang trận đấu như thế nè. Yeah, lên thôi. Đứng lại đó. Đứng lại đâu anh Phong Cận? Đứng lại đâu anh Phong Cận? Không cần. Ai ai. Đứng lại đó mèo Sim ơi. Độ. Yeah, xin nhẹ nó bọt à. Cái à, tốt một đi cái ơi. Ca mui. Sao mà top 1 được hả cây? Ôi, Sim à. Tiếp bỏ. Trời ơi, nhặt được cái gì vậy trời? Ây da, cảm ơn ai đã đẩy tôi lên nha. Cảm ơn ai đã đẩy tôi lên nha. Ây da, cái gì? Cho đi kẻ là mẹ bé ơi. Ghê luôn á, bạn ơi. Rồi, bé nào có khiên nào, bé nào có khiên nào. Trời ơi, cây quăng quả chuối Sim dính luôn. Chuối tốc độ với lại ca mui top 1 kìa anh em ơi. Chẳng lẽ chúng ta sẽ có 3 cặp đôi đều được top 1 sao? No, ai bắn tôi vậy? Ờ, đau quá. Ca mui xuống, ca mui ơi, xuống đi mui ơi. Ông mẹ ơi, anh nghĩ sao vậy? Xuống đi. Bé nghĩ gì vậy? Chỉ đây là top 1 và mua tốc độ top 2, ok? Ca mui mua tốc độ top 1 kìa, top 1, top 2 luôn. Wow. Trời ơi, bé nghĩ sao vậy bé? Ghê thiệt, 3 cặp thôi, ba trận được ba cái top 1. Thôi vậy là điều rồi, nhưng mà không sao. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái trò này nó còn kinh khủng hơn nữa. Bắt đầu thôi. Ta sẽ đua squad team, mỗi team 3 người. Ờ, để mình qua kia nha, để mình qua. Ờ thôi vậy thôi cũng được. Cái này luôn đúng không? Ok mọi người chấp nhận nha. Cái Sim khác team. Yeah, nhưng mà mình được chung team với anh Phong Cự. Yeah. Quá đúng rồi. Cai ơi. Cai. Đụng tay, cụng tay vô màn hình, vô camera cái nè. Yeah, yeah. Đâu bạn biết tôi sẽ làm gì mà đúng không? Bây giờ là team này, bây giờ đua mấy căn nè, 3-3 nè, là giành nhau nè. Chỉ cần một người bên đội bên kia top 1 thôi là coi như mấy người ba người kia là thua. Thua tốc độ của chúng tôi. Cái đơn, cố lên cái đơn, đằng sau lưng mình sẽ cản ca mui lại. Ấy da. Ok, ai bắn hộ, cái okay. Trời ơi. Trời ơi, tính ra là cái đơn đang top 1 các bạn ơi, mình phải hỗ trợ cái đơn mới được bắn ca mui nè. Ơi, vô top độ, top 1 rồi. Oh my god. Ủa, chưa top 1. Ủa, vậy? Bây giờ vô top 1 mạnh lắm rồi. Để mui lại nha. Ây da. Ây da, trời ơi, tung tường rồi. Đi chưa. Kẹt ơi, kẹt ơi. Vô top độ đua kinh luôn, vô top độ ơi. Là nè, xuống đi top độ ơi. Ủa, có khiên à, kinh đấy. Cố lên, vô top độ ơi, mình tin bạn, mình hết chấp phẩm rồi đó. Quá căng thẳng luôn. Trời ơi, có khiên nữa. Mày sẽ mi. Chuyện mày sẽ mi. Trời ơi, anh vô tốc độ nè. Anh vô tốc độ sao nhiều khi có vậy vô tốc độ. Anh đứng lại cho tôi. Để tôi chặn xong, Không cho xong đi. Yên tâm, tôi có dùng vũ khí để chặn vô tốc độ lại. Mọi người cố lên. Trời ơi, cái gì vậy? Từ từ, cây ơi, vừa cây ơi. Nè, vô tốc độ đua kinh quá. Tiếp thắng. Ây da, tàn tung trong mấy cái tường vậy. Trời ơi, sao thua bạn ơi. Trời ơi. Ôi trời ơi, vô thắng rồi đúng không? Cây nhờ. Xin lỗi bà. Cái này người ta gọi là một người thắng, ba người vui. Đúng vậy. Ê, cái này chơi hơi ác nha, tôi chặn đầu Sammy mấy lần rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đổi qua một cái trò chơi mới. Thì cái trò này là boot mod hả? Boot mod là sao tôi không hiểu, nhưng mà chúng ta sẽ chơi thử nha mọi người. Let's go. Bây giờ là không còn cặp đôi nha các bạn, bây giờ là chơi solo nè. Mấy trận đầu solo ơi. Hình như là đua tốc độ hay sao á. Lên. Ờ, cái này không có cái kia. À không có cái à. À trong đây là nó tặng đi vô. Trời ơi, nghề của cây đôn rồi. Trời ơi,
cái này thì khó nha. Cái này thì đua mấy người. Cái này đua này, chính xác là đua nè. Trời ơi, vua anh vua tốc độ ghê lắm, vua tốc độ ghê lắm, đừng nói vậy. Anh vua tốc độ đang top 1 nè, vua tốc độ căng vậy. Trời ơi. Mình đứng spam liên tục các bạn nè. Vua tốc độ ơi. Xuống đi vua tốc độ ơi. Bây giờ cái này là lát thôi chị ơi. Phòng ơi, xuống đi Phòng ơi. Không lên nổ top luôn các bạn. Mình phải lên được top cho hội diêm. Ây da. Xuống đi Phòng ơi. Cái rồi. Cái này là nghề của mình rồi. Khó thiệt chứ. Ôi vua tốc độ ghê trời. Liệu rằng ai sẽ giành được top 1 đây? Vua tốc độ hay là Kairon TV? Chết rồi. Cái này tôi chịu nha các bạn. Cái này tôi không lại không đua lại đua. Vua tốc độ với lại Kairon TV. Vua tốc độ ơi. Hay gì? Cái này chơi solo, chơi đồng đội đó mà hay. Trời ơi, bà cứ thấy người xem bắt quen làm hỏi trời. Đúng rồi, nhưng mà người ta cũng là đồng đội của tôi chứ bộ. Đồng đội nào, cái này là solo. Chị ơi, cái này là solo, nhớ lại nè, solo nha. Thôi đừng thấy người xem bắt quen làm hỏi nữa. Nhẹ tới 1 đi. Xin nhẹ tới 1 mấy cây ơi, xin nhẹ tới 1 mấy cây ơi, cho bà khỏi nói, bà khỏi gây. Trời ơi xin lỗi. Ôi, cái này chơi không vui các bạn ơi. Cái này chơi không vui, chúng ta đổi qua cái khác đi. Đổi lại tiếp tục chơi bằng cái trò bắn nhau đi. Rồi ok bạn ơi, bây giờ đổi lại xíu nha. Kamui sẽ chung team với tôi, Sammy chung team với Kairon. Còn lại là mèo Simi và vua tốc độ nha các bạn. Vô. Kamui nó không cần làm một team vậy. Hai chị em mình gọi là kết hợp nhau một hai trận đi. Ok vậy nha. Hai chị em mình phối hợp Sam ơi. Đó nè. Bắn cái gì? Yeah, có khiên, người ta có khiên đồ ha. Còn mấy khiên làm cái, còn mấy khiên làm cái. Ai, ghê càng ghê à. Trời ơi, tôi không nhặt được hộp quà nào luôn á ba. Nhìn thấy mũi phong rồi đồng lòng thấy lạ ba. Trời ơi, đồng chị đồng em tát biển Đông cũng càng. Ôi trời, cái đường này nó ngoằn ngoèo quá nha. Mũi ơi hay á, mũi ơi, coi mũi để em bắn mèo Simi. Simi nè. Em bắn mèo Simi mà hình như là có ai bắn chị á, hỏi em nha. Tại em chung đội chị mà sao em bắn chị được. Biết chưa? Vua tốc độ hả, vua tốc độ? Chúng tôi. Dùng khiên hơi sớm nha, vua tốc độ ơi. Ôi, Simi. Có lên nào, trời, mình với Sammy đi. Mui ơi, chị em mình xong kiếm hộp bích Mui ơi. No, let's go. We can't lose this. Nè, bắn nè, ca Mui. Ôi, có khiên à, kiên nhờ. Có khi gặp khi gì? Khi gì chị gái? Em đang bị 500 hút lại. Không sao, em vượt qua được rồi. Không ơi, vượt. Có khiên. À, có khiên à, khiên đấy. Phong lại có khiên. Mệt quá. Chị Ca Bui, chị ấy tin em, mặc dù em với chị rất ghét nhau, nhưng mà em chắc sĩ gì chị. Chị bị ai đâm anh bóng? Xí mã. Vậy em sẽ ngăn cản chị. Không có kiên. Yên tâm, còn có chị bảo vệ em đằng sau này nữa mà. No. Lui vậy. Vua tốc độ tốc bờ rồi. Trời ơi. Ôi xin lắm nè. Tôi sắp top 1 rồi. Ai vậy ông Kairon nó bắn tôi các bạn à. Để cho vua tốc độ. Trời, cái ông mà không ai biết hết lên top 1 cài rồi, cài báo quá. Ôi trời ơi, mình là mình định top 1 rồi. Ai mình vua tốc độ ơn, tại vì ai cùng tiêu mình tốc độ. Ê, người ta tên là vua tốc độ, là người ta đua ghê rồi. Ờ, đúng là cái tên. Cay quá các bạn ơi, Kamui ơi, trận này chị em mình phải cố top 1 chứ chị. Sam ơi, giờ mình lấy lại cái tinh thần nè. Chị vua tốc độ nha, không có tập gì hết á. Chị chỉ cần cản vua tốc độ lại, còn em thì em chạy. Lấy lại tinh thần, lấy cái top 1 nhẹ nè Sam ơi. Ok. Để chị đâm em. Để chị đâm em nè. Lên đi em. Vua tốc độ. Vua tốc độ vẫn cứ cản em. Được. Đi trước hả chị? Ai cho đi trước? Đi đâu? Không đi đâu, có khiên. Em có khiên nha. Ghê.
không vẫn có khiên. Tại đâu có khiên đâu. Ai Shiba. Không có khiên. Ủa cái khiên nó dùng được à? Lên nè, lên lại nè, lấy lại vị thế của mình, lấy lại vị trí của mình. Cái tóc xấu lại. À không, tóc xấu nhưng mà cái bên này. Lấy lại vị trí của bạn đó. Đúng rồi Mui ơi. Tất cả dồn hết đạn vào ông vua tốc độ. Ai 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 win tôi không tức. Ai win tôi không tức, ông vua tốc độ win tôi mới tức á. Anh em dồn hết chiêu người ổng rồi. Xuống đi vua tốc độ ơi. Ui ôi, vua tốc độ khiên đâu mà lắm đi. Ôi lại có khiên à. Vậy chuối. Vua tốc độ nhiều khiên đi. À Mui ơi, có anh Mui ơi. Em thấy chị đang dẫn đầu đúng không? Chị đang thứ hai, chị đang thứ hai, chị đang thứ hai. Thứ hai nào? Thứ hai là ngày đầu tuần. Thứ hai anh coi rồi, anh coi. Không có khiên. Kỳ hai coi không ơi. Trời ơi, người bạn tin. Kỳ hai coi không ơi. Trời ơi, người bạn tin. Ơ, lại có khiên à. Vậy chuối đi. Giữ vua tốc độ lại với tôi anh em ơi. Vua tốc độ ơi. Trời ơi, vẫn còn khiên kìa. Gì ghê quá vậy? Ông này hát coi, ông này hát coi. Ông này nhà bán khiên rồi. Tôi canh tôi bắn ổng không được luôn á. Xuống rồi, xuống rồi, xuống rồi, xuống rồi, xuống rồi, xuống rồi, xuống rồi. Trời ơi, lụm được đúng cái khiên ngay lúc đó luôn. Vua tốc độ đây đúng không? Vua tốc độ nè, ở lại đó, tôi bắn ông rồi đó. No, CP tốc độ ơi. Trời ơi. Ê khoan, chúng ta đã bỏ mặc Sim á. Thấy không, mấy bà không để ý đến mèo Simi. Mèo Simi đua cũng kinh lắm đây. Đừng đùa. Cày đấy, cày thật đấy. Không sao cả, bây giờ chúng ta cùng nhau đến với một trận solo cuối cùng. Để coi ai sẽ giành được top 1 trong trận cuối cùng này đây. Các bạn đón thử bên dưới nha. Và với cái trận solo này thì tôi sẽ chọn con map khó nhất. Không sao chị ơi, giờ em với chị, giờ em với chị đâu còn chung team đâu. Ok em, ok em nói vậy chị chịu rồi. Này là map đau thương nha bạn. Ủa làm sao lại con nhỉ? 2, 2, 1, lên. Ui đang dẫn đầu sao? Rảnh lắm chị ơi, rảnh lắm chị ơi. Rảnh lắm chị ơi. Không ai rảnh rồi chị ơi. Sao Phong vẫn đi nhanh ta, lúc nãy sao tốc độ của Phong vượt mình ta, vượt mình ta. Chị đi cùng với em hả? Yeah. Ý chị là sao? Ý chị là sao? Ý chị là sao nè? Trời ơi. Ờ vua tốc độ là tấm màu à. Vua tốc độ không? Vua tốc độ không? Ai à? Trời ơi, cái map này chạy giống chi chim vậy bạn ơi, không thấy đường luôn. Vua tốc độ nè, vua tốc độ với chúng tôi. Ai à, tôi vô cái ghi. Ai à, cái ghi. Ai à, cái ghi. Tôi vô cái ghi. Mười ơi, xuống đi Mười ơi. Xuống đi Mười ơi. Mình kiến chậm quá à. Tôi và vua tốc độ đang ở cuối. Ây da, tôi tốc đường, ây da, tôi tốc đường được. Yeah, top 1 rồi. Yeah. Trận cuối này mình sẽ top 1, trận cuối này mình sẽ top 1. Đâu còn chung team mà sao? Đâu còn chung team đâu mà Phong ơi, mày đỉnh gì? Ủa gì, cái hết mày đỉnh rồi. Yeah, chèo thuyền, rồi tôi đi tới cái chỗ chèo thuyền rồi anh em ơi. Ôi, mình đi cách xa mọi người lắm luôn á. Oh my god. Thank you. Thank you. Ê, trời ơi, gớt xuống biển trời ơi. Nữa hả? Nữa hả? Đừng gớt nha, đừng gớt nha. Đừng ai bắn nữa mà. Đừng bắn mà. Trời ơi. Thanh kêu hả chị mèo Simi? Chị mèo Simi thanh kêu không chị mèo Simi? Một nào. Chết rồi. Ai, vô tốc độ, vô tốc độ, vô tốc độ à. Vô tốc độ kìa. Trời ơi, xàm thật chứ. Xong rồi tôi bị đâm đường rồi nha. Xin nhẹ cái tấm bộ. Yeah. Cầu lên không nổi. Ủa sao lại không được cơ hả? Không phải, tại cái xe
cây này nó phải có chớn nó mới lên được, chứ giờ ngay cái cầu nó không lên được. Đúng cây rồi, thật sự. Yeah. Ok bạn ơi, vậy là coi như ngày hôm nay như bạn đã thấy một trận đấu vô cùng kinh điển luôn, quá là vui luôn. Yeah. Nói trong video cũng chỉ là mang tính chất giải trí thôi nha. Còn ở trong clip mà bọn mình có la nhau hay cãi nhau cái gì cũng chỉ là vui thôi nha bạn, mấy bạn đừng có nghĩ gì nha. Đây. Rồi giờ thì bye bye, hẹn gặp lại bạn ở những video lần sau. Mọi người giơ tay lên chào tạm biệt nào. Bye bye. Bye bye. Hello team, hello team.